ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời của Giáp Thìn, sinh năm 1964, chưa ai từng tiết lộ, cần tránh để phú quý an khang, cuộc sống an nhàn, giàu sang viên mãn. Đồng lương từ phủ 4 sao, trên tuần bát cửu thọ nào ai hơn, âm dương xương khúc lục tồn, với sao thiên tướng cự môn tinh trần, thọ thì được ngoại thất tuần, miếu thì thong thả hãm thì tân quan, liêm cự ta lại phải bàn, ngoại tuần lục thập mới hoàn diêm la, việt khôi tả hữu quyền khoa, lộc tham đế vượng thật là chàng sinh, đà la dương nhận hỏa linh, vào thì ba bốn rành rành chẳng sai. Chào mừng quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn về cuộc đời tuổi quý cô bác mà chưa từng có ai tiết lộ. Quý vị cô bác có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này, để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý tín chủ trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác cùng anh chị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời của Giáp Thìn, sinh năm 1964, cần tránh để phú quý an khang, cuộc sống an nhàn, giàu sang viên mãn. Nhân sanh giáp tự biến vi điền, số ấn công hầu lưu đất khách, gia thất gây nên thừa tổ đức, phước tài tán tận mãi vinh hoa, chữ giáp biến thành chữ điền. Số ấn công hầu nên danh phận, bằng không thì cũng lắm nghề khép thay, vợ chồng cách trở sơn xuyên, đôi lần ly hiệp mới nên cửa nhà, gái thì hưu quạnh muộn màng, bằng không thìn cũng đôi lần mới nên. Số này tu niệm thì hay, hậu lai sẽ hưởng phước dày lộc cao, có đâu thiên vị người nào, số cao thì hưởng lộc tài tự nhiên. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về tính cách tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo giới tử vi huyền học phương Đông luận giải, Giáp Thìn có một số điểm mạnh trong tính cách như sau. 1. Lý tưởng và đam mê. Người tuổi Giáp Thìn thường có sự khao khát và đam mê cao đối với mục tiêu của mình. Họ thường có lý tưởng lớn và tận hưởng việc theo đuổi những mục tiêu cao cả và có ý nghĩa đối với cuộc sống. 2. Trực giác và sáng tạo. Những người tuổi Giáp Thìn thường có khả năng suy nghĩ sáng tạo và trực giác tốt. Họ có thể thấy được các khía cạnh sâu sắc của vấn đề và tìm ra giải pháp đột phá. 3. Nhiệt huyết và quyết tâm. Người tuổi Giáp Thìn thường rất nhiệt huyết và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ có thể dồn hết tất cả năng lượng và cống hiến cho công việc mà họ đang làm. 4. Sự tự tin và dũng cảm. Những người tuổi Giáp Thìn thường tự tin và dũng cảm trong việc đối mặt với thách thức và khó khăn. Họ không ngại chấp nhận rủi ro và sẵn lòng thử thách bản thân để đạt được thành công. 5. Xã giao và hướng ngoại. Người tuổi Giáp Thìn thường có khả năng giao tiếp tốt và hướng ngoại. Họ thích tiếp xúc với người khác và có khả năng tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. 6. Sự linh hoạt và thích ứng. Người tuổi Giáp Thìn thường có khả năng thích ứng với những tình huống khác nhau và linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch. Họ không sợ thay đổi và có khả năng thích nghi với môi trường mới. Mặc dù Giáp Thìn có rất nhiều ưu điểm, song không ai là hoàn hảo tất cả. Mỗi người đều có những điểm yếu của mình. Dưới đây là một số nhược điểm tiềm ẩn có thể xuất hiện trong tính cách của người sinh năm Thìn 1964. 1. Cố chấp. Người tuổi Giáp Thìn có thể trở nên cố chấp và khó linh hoạt trong việc thay đổi ý kiến hoặc phản hồi lại ý kiến của người khác. Điều này có thể gây xung đột và hạn chế khả năng hợp tác. 2. Căng thẳng. Bởi vì tính cách nhiệt huyết và quyết tâm, người tuổi Giáp Thìn có thể dễ dàng căng thẳng và căng thẳng với áp lực công việc và cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và quan hệ cá nhân. 3. Thiếu kiên nhẫn. Tính cách năng động và mong muốn thành công của người tuổi Giáp Thìn có thể khiến họ thiếu kiên nhẫn và không chịu được sự chậm trễ. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ cuộc sớm hoặc không đạt được mục tiêu lâu dài. 4. Thiếu sự cân nhắc. Trong sự nhiệt huyết và quyết tâm, người tuổi Giáp Thìn có thể trở nên thiếu sự cân nhắc và không xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định không chính xác hoặc thiếu suy nghĩ chi tiết. 5. Xung đột xã hội. Bởi vì tính cách cố chấp và quyết đoán, người tuổi Giáp Thìn có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi các môi trường xã hội khác nhau và tạo ra xung đột với người khác. 6. Thiếu sự tổ chức. Đôi khi người tuổi Giáp Thìn có thể thiếu sự tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Điều này có thể gây ra sự bỡ ngỡ trong công việc và khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ mời quý tín chủ cùng xem phương diện sự nghiệp của Giáp Thìn, sinh năm 1964, như thế nào sau khi kinh qua 3/4 cuộc đời.
về phương diện sự nghiệp. Xét về tổng quan theo tử vi cổ học, mặc dù họ có tính cách khá bình ổn, nhưng trong sự nghiệp Giáp Thìn lại gặp nhiều gian nan thử thách. Cả cuộc đời Giáp Thìn vất vả gian truân, lao tâm khổ tứ để gây dựng sự nghiệp, dường như không một ai hỗ trợ họ. Anh em lúc gặp khó khăn Thìn lại nhạt thờ ơ, không mảy may một câu, còn khi bạn có chút thành tựu trở nên giàu có hoặc làm quan, Thìn lại quấn quýt nhận là cháu tôi, em tôi đấy, thật giả tạo, nhưng cũng không sao, đời đối với Giáp Thìn sao, Thìn họ đối lại như vậy, chẳng suy nghĩ hơn thua làm gì cho mệt đầu. Giáp Thìn ngay từ khi còn nhỏ đã có khát khao kiếm tiền mãnh liệt, luôn ấp ủ những mong muốn dự định trong đầu, ước mong có ngày giàu sang, thoát cảnh khổ cực. Khi bắt đầu chập chững vào đời, Giáp Thìn không ít lần vấp ngã đau đớn. Nếu theo nghiệp học hành thì bản thân túng thiếu tích cóp từng chút một, có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục bởi ngày đó xã hội nghèo đói quá. Còn nếu theo nghiệp kinh doanh, Giáp Thìn lúc này chưa đủ vốn, hoặc nếu có vốn lại thiếu kinh nghiệm, nên giai đoạn đầu đời làm vừa đủ trả cho những chi phí, không dư được đồng nào, thậm chí là ôm nợ vào người. Còn với người làm công ăn lương, lúc này công việc cũng chưa có nhiều, nên cơ hội kiếm việc cũng rất khó. Người ở vùng sâu vùng xa phải đi xa nhà mới mong kiếm được một công việc, vậy mà lương có đáng là bao. Hàng tháng chi tiêu xong, chẳng dư được đồng nào, rồi chưa kể đến do dự ham giàu nhanh giàu rồi, nhưng lại thiếu kiến thức, nên Giáp Thìn còn hay bị các đối tượng xấu lừa đảo hết tiền bạc, thật đen những Giáp Thìn bị như này. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, ông trời chẳng phụ công ai bao giờ, cứ chăm chỉ chịu khó, không ngừng phát triển bản thân thì có ngày cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng. Điều này quả đúng, bởi ngày nay ta nhìn thấy không ít Giáp Thìn đã thành công, thậm chí là rất rất thành công, nhiều người xây nhà sang, đi xe tiền tỷ, tiêu tiền thả ga, không lo thiên hạ khinh bỉ. Nhưng cũng khuyên bản mệnh nên tiêu tiền đúng cách để bảo vệ tài sản của mình và có thể giúp ích được cho xã hội, chứ nếu kiếm nhiều mà tiêu cũng nhiều thì dù có núi vàng núi bạc chẳng mấy mà cũng hết. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không thiếu những Giáp Thìn đã thất bại nặng nề, làm công nhân Thìn do tính tự ái và cái tôi quá cao, nên suốt ngày nhảy việc, một năm có thể nhảy việc 3 đến 5 lần, điều này khiến bạn luôn luôn thiếu tiền, mệt mỏi áp lực trong cuộc sống. Một số khác làm kinh doanh thì do không cập nhật thời thế, không trau dồi bản thân, không theo xu thế thời đại nên bị tụt hậu, khách hàng đến ít nên tiền kiếm được chẳng đủ để thuê quầy, thuê quán, từ đó thua lỗ nặng nề, thất bại thảm hại. Cũng có người ham mê giàu sang mà không chịu đầu tư kiến thức, thực tế rất nhiều Giáp Thìn đã quan tâm tới vấn đề bất động sản, nhưng do không có sự hiểu biết, nên có lần mua phải đất ảo, đất ma không có thực, chỉ một lần như vậy thôi thì đã mất tất cả bao nhiêu công sức gây dựng bấy lâu nay rồi, thật đáng buồn. Nhưng chuyện đã qua rồi, buồn chán mãi cũng không giải quyết được gì, Giáp Thìn biết thất bại làm mẹ của thành công, nên đã kiên trì cố gắng và thành quả mà họ đạt được chính là sự nghiệp đang có ngay bây giờ. Dù không quá giàu có, nhưng có của ăn của để, có tiền để lo cho tuổi già là được rồi. Giờ đây khi đến độ tuổi nghỉ hưu, một số người tuổi Giáp Thìn vẫn ham công tiếc việc, mà chưa chịu nghỉ ngơi, họ sẽ có thiên hướng tìm công việc khác để khuê khỏa chân tay, một phần không phụ thuộc vào con cái. Đối với người làm kinh doanh thì họ vẫn có thể tiếp tục công việc của mình, đồng thời đây là khoảng thời gian họ truyền lại kinh nghiệm cho con cháu hay người nối nghiệp của mình. Còn một số Giáp Thìn khác thì hiểu được giá trị của cuộc sống, nên giờ phút này họ gạt hết sự nghiệp, ganh đua vật chất sang một bên để tìm kiếm cho mình những giây phút thư giãn nhất trong những năm tháng cuối đời. Giáp Thìn có thể tham gia vào các sở thích cá nhân như nghệ thuật, âm nhạc, du lịch hoặc thậm chí khởi nghiệp một dự án riêng. Việc tìm thấy niềm đam mê mới sẽ giúp họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và phát triển sự nghiệp theo hướng khác. Có điều mà chúng tôi tin chắc chắn rằng bất cứ Giáp Thìn nào lúc này cũng đều có thiên hướng chăm sóc cháu cho các con. Xã hội nghĩ rằng việc đó là trách nhiệm của người làm ông làm bà, nên từ xưa đến nay trong độ tuổi đó cũng phải tối mắt tối mũi trông cháu trông chắt. Nhưng mọi người có biết không, việc trông một đứa trẻ không hề nhẹ nhàng, nó vất vả hơn bất cứ công việc nào. Giáp Thìn bây giờ sức đã yếu, vậy mà phải bồng bế, rồi chạy nhảy theo đứa cháu, chơi đùa với cháu, quả thực đó là việc làm không nhẹ nhàng chút nào. Vậy nên, khuyên bản mệnh vẫn cần giúp đỡ con cháu, nhưng chỉ ở mức độ nào thôi. Giáp Thìn nên nghỉ ngơi để con cái tự xoay sở, bởi nếu bạn mà ốm đau nằm lăn ra đó thì mới là điều tồi tệ nhất. Giáp Thìn hãy tâm sự và chia sẻ với con cái để họ hiểu, rồi sau đó hãy dành thời gian cho mình, sống vui sống khỏe và sống có ích trong những năm tháng còn lại. Hãy dành thời gian và chú trọng vào sức khỏe của bạn, tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc các lớp thể dục nhóm. Bảo đảm bạn có chế độ ăn uống lành mạnh và điều chỉnh theo nhu cầu cơ thể,
dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân mà trước bạn không có đủ thời gian để thực hiện. Đó có thể là viết lách, nghệ thuật, du lịch, trồng cây hay tham gia các câu lạc bộ và nhóm sở thích. Ngoài ra, dựa vào kinh nghiệm mấy năm qua, bạn có thể truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho con cháu, cho những người cần thiết để giúp họ thành công hơn trong cuộc đời. Về phương diện tình cảm, gia đạo, đường tình duyên của Giáp Thìn nhìn chung không được như mong muốn. Hầu hết Giáp Thìn thay vì được tự do lựa chọn người mình yêu, thì họ lại bị phụ thuộc rất nhiều vào sự sắp đặt của gia đình hay môi trường xung quanh. Có những Giáp Thìn đến đêm tân hôn mới biết mặt vợ hoặc chồng của mình. Giai đoạn đầu sống chung có thể khó khăn đối với cả hai người, nhưng sau một thời gian họ tìm được điểm chung và sống hòa hợp với nhau hơn. Thậm chí rất nhiều cặp đôi rất hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng làm ăn, con cái chăm ngoan hiếu thảo. Tuy nhiên, vẫn có một số bộ phận nhỏ, do quan điểm sống quá khác nhau nên Giáp Thìn đã tan vỡ trong hôn nhân. Điều này thật đáng tiếc, song vẫn có những Giáp Thìn mặc dù có sự can thiệp mạnh mẽ từ gia đình hoặc môi trường xung quanh, họ vẫn có khả năng tự quyết định và định hình cuộc sống của mình. Hầu như những người này đều chọn được bạn đời ưng ý. Tuy nhiên, một số người cũng vẫn tan vỡ, dù đã chọn lựa rất kỹ càng. Nhưng cũng không sao Giáp Thìn ạ, không hợp ta có thể rời bỏ, chứ cứ cố gắng mà không khá lên chỉ tệ đi, thì chấm dứt có lẽ lại là điều đúng đắn. Về gia đạo, Giáp Thìn thường đặt gia đình là trọng tâm của cuộc sống, đặt lợi ích gia đình lên trên hết. Giáp Thìn được xem là con giáp trung thành và trung thủy. Họ có lòng trung thành và cam kết với gia đình. Họ tin vào giá trị của sự ổn định và kiên nhẫn trong mối quan hệ. Họ tuân thủ theo các giá trị và quy tắc đạo đức như lòng trung thực tử tế, lòng biết ơn và tôn trọng đối với người vợ hoặc chồng của mình. Giáp Thìn thường có lòng yêu thương và gìn giữ truyền thống văn hóa gia đình. Họ trân trọng những nét đẹp truyền thống và thường thể hiện sự tự hào về nguồn gốc và bổn phận gia đình. Đặc biệt, Giáp Thìn là người vô cùng chăm lo cho con cái của mình. Mặc dù trong những năm tháng đói khổ, kinh tế gia đình chưa được dư giả, có đến 5-7 người con, nhưng Giáp Thìn cũng cố gắng lo cho các con của mình bằng bạn bằng bè, không kém một ai. Bởi vậy nên sau này, con cái của họ rất thành công và có hiếu với họ. Trải qua hơn mấy chục năm cuộc đời vất vả ngược xuôi, Giáp Thìn giờ đây đã thừa nhận đôi lúc đã vô tâm với người bạn đời của mình. Thời điểm này, Giáp Thìn tự nhận lỗi và bạn đã biết dành thời gian để tâm sự với bạn đời nhiều hơn. Mệnh chủ đã có dự tính cho những chuyến du lịch, thưởng thức các hoạt động yêu thích và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Về phương diện sức khỏe, người sinh năm Giáp Thìn thường có thể khá mạnh mẽ và bền bỉ về sức khỏe. Họ thường có năng lượng lớn và có khả năng vượt qua khó khăn áp lực trong cuộc sống. Nhưng một điểm yếu rất phổ biến trong sức khỏe của Giáp Thìn là bệnh về xương khớp. Họ thường có một số triệu chứng như viêm khớp, gây đau các khớp chân, khớp tay. Bệnh gút là bệnh thường làm ảnh hưởng đến ngón chân, đặc biệt là ngón cái. Bệnh loãng xương, bao gồm loãng xương tiền mãn và loãng xương mãn tính, là sự giảm mật độ xương và làm cho xương dễ gãy hơn. Viêm khớp dạng thấp, một nhóm bệnh viêm khớp có nguồn gốc chưa rõ ràng nhưng không gây tổn thương xương, bệnh tăng sinh xương, gồm các loại ung thư xương như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư phổi có khả năng di căn vào xương. Bệnh thoái hóa khớp, bao gồm thoái hóa khớp cột sống, thoái hóa khớp gối và thoái hóa khớp háng. Đặc biệt những bệnh này sẽ lớn dần theo tuổi tác của bạn, càng lớn tuổi bạn càng thấy rõ nét những căn bệnh này. Vì vậy, việc duy trì một chế độ ăn lành mạnh và thực hiện thói quen sinh hoạt điều độ là quan trọng. Giáp Thìn có thể có xu hướng dễ bị áp lực và căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Vì vậy, việc quản lý căng thẳng và tìm kiếm các phương pháp giảm căng thẳng như hành hạnh, yoga hoặc thiền có thể giúp cải thiện sức khỏe và trạng thái tinh thần. Để duy trì sức khỏe tốt, người sinh năm Giáp Thìn cần chú ý duy trì một lối sống lành mạnh, đảm bảo bạn có một chế độ ăn uống cân đối, bao gồm nhiều rau, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và giảm tiêu thụ các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe như thực phẩm nhanh, đồ ngọt và mỡ động vật, hạn chế tiếp xúc với chất gây ô nhiễm và thực hiện thể dục đều đặn để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Thực hiện kiểm tra y tế định kỳ, điều quan trọng là thực hiện các kiểm tra y tế định kỳ và khám sức khỏe theo lịch trình được đề ra bởi bác sĩ. Điều này giúp phát hiện và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Điều chỉnh lối sống, cố gắng loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá và uống rượu quá mức vì chúng có thể gây hại đến sức khỏe. Nếu bạn đang gặp vấn đề về cân nặng, hãy tìm cách giảm cân hoặc duy trì cân nặng lý tưởng để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến cơ thể. Thực hiện biện pháp phòng ngừa, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng, thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách và hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh.
Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe của bạn. Tìm sự hỗ trợ chuyên môn. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc một bệnh cụ thể, hãy theo hướng dẫn và điều trị từ bác sĩ. Khi bạn loại bỏ bệnh tật và khắc phục vấn đề sức khỏe, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện. Bạn có thể trở lại hoạt động hàng ngày, tận hưởng cuộc sống và tham gia hoạt động mà bạn yêu thích. Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, Giáp Thìn hãy đặc biệt tránh xa một số áp lực và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tìm cách quản lý căng thẳng một cách hiệu quả nhất có thể và tất nhiên là tôi biết rằng đã có không ít quý cô bác ở đây đang thực hiện được điều đó. Họ hiểu rõ vốn quý của một thân thể khỏe mạnh và họ làm tất cả để có thể sống lâu hơn và sống có ích hơn. Ba hiểm họa cần tránh trong phần đời còn lại của cuộc đời Giáp Thìn, sinh năm 1964 và cách hóa giải. Hiểm họa thứ nhất, con cái. Người sinh năm Giáp Thìn có thể đặt quá nhiều kỳ vọng lên con cái nên đôi khi nhận thất vọng ê chề, việc kỳ vọng và yêu cầu cao ở con cái khiến họ bị áp lực, không có thời gian chuẩn bị kỹ càng nên rất hay mất tiền mất của do những quyết định sai lầm. Một số con cái khác của Giáp Thìn thì do được nuông chiều từ nhỏ nên lớn lên không biết làm bất cứ việc gì, nếu là con trai thì chỉ ăn chơi sa đọa, tiêu tiền của bố mẹ, đem tiền vào đầu tư những thứ tiền ảo, tiền ma, khiến đôi khi mất trắng, bán nhà, do thói ham chơi lười làm, lại muốn hưởng vinh hoa. Còn nếu là con gái, thì lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa ai có thể đụng đến sợi tóc chân tơ. Nên khi bước ra ngoài, kỹ năng mềm trong cuộc sống kém, dễ bị những thành phần xấu lừa gạt cả tiền bạc đến tình cảm. Không chỉ ảnh hưởng trong cuộc sống, mà ngay cả khi lấy vợ lấy chồng, các con của họ cũng đều không thể thích ứng được, đến nồi cơm còn không biết nấu, thì làm sao có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Chính tất cả những lý do trên khiến cho người làm cha làm mẹ tuổi Giáp Thìn rất sầu rất khổ. Để hóa giải hiểm họa này, Giáp Thìn hãy động viên con cái trau dồi kiến thức về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, từ kỹ năng mềm đến đầu tư kinh doanh, làm việc. Đồng thời, hãy yêu thương con cái của mình vô điều kiện, nếu có thể hãy hỗ trợ con cái một số công việc trong gia đình như trông cháu, nấu ăn để con cái yên tâm làm việc hơn. Và đặc biệt những người gia đình khá giả, dừng ngay việc cho tiền bừa bãi, hãy chỉ đầu tư khi con cái thực sự tu chí làm ăn, làm ơn họ 40 tuổi rồi, hãy để họ tự quyết định cuộc sống của mình. Hiểm họa thứ hai, tiêu xài không tính toán. Có rất nhiều Giáp Thìn ở đây kiếm được rất nhiều tiền, nhưng dường như họ chẳng bao giờ giữ được bởi thói quen tiêu xài không tính toán, không trì hoãn được cảm xúc ham muốn của mình. Ví dụ, Giáp Thìn thấy một chiếc đồng hồ đẹp mới ra mắt hay một chiếc iPhone mới ra đời, hoặc bất cứ một thứ gì đó như giày dép quần áo mới là Giáp Thìn sẽ có thiên hướng phải mua nó cho bằng được. Trong khi đó, nếu không có những thứ ấy thì cuộc sống của bạn vẫn bình thường từ trước đến nay, tức là những thứ đó chưa thực sự cần thiết. Hoặc Giáp Thìn có thể tham gia tụ tập những nhóm bạn bè, nhưng nhóm này tụ tập với mục đích là uống rượu bia, chứ không có mục đích cao cả gì. Chính những điều này khiến cho Giáp Thìn làm được, nhưng không giữ được, kiếm ra được, nhưng cuối tháng lại chẳng thấy tiền đâu. Thậm chí sau khi lấy lương không đủ để trả những khoản đã bay trước đó để tiêu xài. Dưới đây là một vài tác hại của việc tiêu không tính toán mà bạn cần tránh. Khi tiêu xài không tính toán, người ta có xu hướng chi tiêu nhiều hơn những gì họ có thể kiếm được hoặc những gì thực sự cần. Điều này dẫn đến việc thiếu tiền và khó khăn trong việc trang trải các chi phí cần thiết như chi tiêu hàng ngày, thanh toán hóa đơn, trả nợ hoặc tiết kiệm. Nếu tiêu xài không tính toán, sẽ dẫn đến việc sử dụng tín dụng quá mức hoặc vay mượn để chi trả những khoản chi không cần thiết, cá nhân hoặc hộ gia đình có thể chìm sâu vào nợ nần. Trong trường hợp này, hậu quả có thể là áp lực tài chính, các khoản lãi suất cao và khó khăn trong việc trả nợ. Tiêu xài không tính toán không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn có thể ảnh hưởng đến tương lai. Nếu không có thói quen tiết kiệm và đầu tư, người tiêu dùng có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng quỹ tiết kiệm, đầu tư vào những mục tiêu dài hạn như mua nhà, hưu trí hoặc đảm bảo an sinh tài chính. Tiêu xài hoang phí còn gây ra cảm giác thất bại và áp lực tâm lý khi người ta nhận ra rằng họ đã chi tiêu không cần thiết hoặc lãng phí tiền bạc. Họ có thể trải qua cảm giác hối hận và căng thẳng vì không thể đáp ứng được các nhu cầu và mục tiêu cá nhân của mình. Để khắc phục được điều này, trước khi bạn muốn chi tiêu cho bất cứ hoạt động gì, hãy chậm lại khoảng 24 giờ để bạn suy nghĩ cân nhắc xem có thực sự cần thiết không. Nếu nó thực sự cần thiết, như thực phẩm giúp ích cho sức khỏe hoặc là những đồ dùng phục vụ cần thiết cho công việc cuộc sống thì bạn nên mua. Còn nếu chỉ là sở thích nhất thời thì bạn ơi hãy cố gắng kìm nén chúng lại, rồi sẽ có một ngày bạn nhận được thành quả tốt đẹp từ hành động đó. Bên cạnh đấy, hãy lập cho mình một bảng chi tiêu hàng tuần
hàng tháng để bạn kỷ luật hơn trong việc chi tiêu. Ngược lại điều đó thì có những gia đình tuổi Giáp Thìn đến giờ phút này vẫn sống trong cảnh túng quẫn, con cái cũng vì đó mà ham giàu nhanh, giàu sổi nên nghe theo lời dụ dỗ của đám lừa đảo mà đầu tư vào tiền ảo, vào đỏ đen, vào tài xỉu, kết quả nợ ngập đầu, đã nghèo nay lại càng nghèo, trả nợ ba đời không hết. Bố mẹ là người tuổi Giáp Thìn, lúc này chỉ muốn chui xuống hố sớm cho nhanh. Để hóa giải hiểm họa này, hãy động viên con cái trau dồi kiến thức tài chính và đầu tư. Hãy khuyến khích họ tìm hiểu về các lựa chọn đầu tư an toàn và làm quen với các nguyên tắc cơ bản của đầu tư trước khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào. Đồng thời, hãy yêu thương con cái của mình vô điều kiện. Nếu có thể hãy hỗ trợ con cái một số việc trong gia đình như trông cháu, nấu ăn để con cái yên tâm làm việc si hơn. Và đặc biệt những người gia đình kháng giả, dừng ngay việc cho tiền bừa bãi, hãy chỉ đầu tư khi con cái thực sự tu chí làm ăn, làm ơn, họ 40 tuổi rồi, hãy để họ tự quyết định cuộc sống của mình. Hiểm họa thứ ba, sự cô đơn. Khi về già Giáp Thìn thường phải đối mặt với mất mát người thân yêu như vợ hoặc chồng, bạn đời hoặc bạn bè. Sự mất mát này gây cảm giác cô đơn và trống rỗng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, do con cháu phải làm ăn, học hành suốt ngày nên niềm cô đơn ấy lại càng nhân đôi. Lúc này bạn rơi vào tâm lý buồn bã chán nản, có khi dẫn đến trầm cảm. Để tránh được những hiểm họa này, quý tín chủ có thể tham khảo một số điều sau đây. Hãy xây dựng mối quan hệ và kết nối xã hội bằng cách tìm hiểu và tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức xã hội hoặc nhóm sở thích phù hợp với sở thích và sở trường của bạn. Tham gia các khóa học, lớp học hoặc các hoạt động tình nguyện để tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có cùng sở thích và quan điểm. Dành thời gian cho gia đình và bạn bè bằng cách tổ chức các buổi họp mặt, đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động chung. Hãy mở lòng lắng nghe và tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh và chia sẻ niềm vui khó khăn. Thật phúc phần cho quý cô bác nào đang nghe đến đây. Tiếp theo là tử vi tuổi Giáp Thìn theo các mốc thời gian trong cuộc đời. 1. Từ khi bé đến độ tuổi thiếu niên, tức từ 0 tới 12 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Giáp Thìn thường có tinh thần sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Họ có khả năng học hỏi nhanh chóng và có sự tò mò về thế giới xung quanh. Họ thường tỏ ra thông minh, nhanh nhạy và có khả năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, đông con đông cái, cùng hoàn cảnh đất nước loạn lạc nên đời sống vật chất vô cùng khó khăn, thường Giáp Thìn ít được học hành đầy đủ. Chủ yếu là làm lụng kiếm tiền nên Giáp Thìn ít có cơ hội được học hỏi phát triển bản thân, khiến họ phát triển chậm hơn so với tiềm năng vốn có của họ. 2. Độ tuổi thanh niên và đầu trưởng thành, tức từ 13 tới 35 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Giáp Thìn thường có đam mê và nhiệt huyết cao đối với mục tiêu của mình. Họ có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề và có thể đạt được thành công trong học tập và sự nghiệp. Tuy nhiên, Giáp Thìn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, tuy nhiên họ cũng có thể đối mặt nhiều thách thức trong con đường sự nghiệp của mình. Như kiến thức còn hạn chế, xã hội vẫn còn lạc hậu chưa phát triển, hậu quả của chiến tranh vẫn còn để lại nặng nề. Độ tuổi trưởng thành và trung niên, từ 36 tới 55 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Giáp Thìn thường có sự tiến bộ và thành công trong sự nghiệp, gia đình. Họ có tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu và khả năng lãnh đạo. Họ thường có khả năng quản lý tài chính và tạo ra sự ổn định. Tuy nhiên, họ cũng cần cân nhắc giữa công việc và cuộc sống cá nhân để tránh căng thẳng. Rất nhiều Giáp Thìn nhờ đầu óc thông minh, nắm bắt được thời cơ nên đã giàu có nhanh chóng, phất nhanh như vũ bão, khiến thiên hạ đỏ mắt ngưỡng mộ. Người thì làm chủ một cửa hàng quán xá nào đó, người thì là công nhân xuất sắc, người thì lại giữ chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, đây là nhờ vào chính thực lực của họ. Nhưng cũng có một số Giáp Thìn trở thành tỷ phú sau một đêm, nhờ may mắn trúng vé số, lô đề, tuy nhiên trường hợp này không tồn tại được lâu. Chỉ khoảng vài năm sau đó là họ đã mất tất cả, do lười làm ham ăn, lại không có kiến thức, bởi vậy mà có tiền quyền tiền núi cũng hết. Độ tuổi trung niên và già, từ 56 tuổi trở đi. Trong giai đoạn này, người tuổi Giáp Thìn thường tìm kiếm sự bình yên và phát triển cá nhân. Họ có thể muốn dành thời gian để khám phá sở thích niềm đam mê riêng. Họ trưởng thành và kinh nghiệm tích lũy trong suốt cuộc đời, giúp họ đánh giá lại ước mơ và mục tiêu và điều chỉnh hướng đi nếu cần thiết. Bằng kinh nghiệm mấy mươi năm, Giáp Thìn có thể sử dụng kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy trong quá trình cuộc sống để truyền lại thế hệ trẻ. Đồng thời, họ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đây là một điều tốt và khích lệ đối với Giáp Thìn. Bởi không phải ai cũng biết quan tâm tới sức khỏe của bản thân khi còn khỏe mạnh, họ chỉ lo lắng khi họ biết mình mắc bệnh, lúc đó thì quá muộn rồi. Quý tín cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến,
Có thể quý cô bác quên hết tất cả những điều nói ở trên, nhưng hãy ghi nhớ giúp tôi lời nhắc mệnh dưới đây. Câu chuyện có tên Chàng trai và nhành hoa sen. Một ngày nọ, có một chàng trai trẻ đến thăm Phật và đặt câu hỏi: "Vị thầy có thể cho tôi một lời khuyên về cách sống một cuộc đời có ý nghĩa được không?" Phật nhìn chàng trai và thấy anh ta đang cầm một nhành hoa sen tươi rói. Ngài lấy nhành hoa sen đặt nó trước mặt chàng trai, sau đó thì nói: "Chàng trai ơi, nhìn vào nhành hoa sen này, nó được sinh ra trong đầm lầy đen tối, nhưng lại nở hoa trắng tinh khiết và thơm mát. Nó biểu trưng cho sự tinh khiết và thanh tịnh giữa cuộc sống xô bồ." Chàng trai ngạc nhiên và hỏi: "Nhưng thầy ơi, làm thế nào nhành hoa sen có thể giữ được sự tinh khiết và thanh tịnh mà không bị ô nhiễm bởi đầm lầy?" Phật nhẹ nhàng đáp: "Nhành hoa sen không bị ô nhiễm bởi đầm lầy vì nó không gắn bản thân mình vào nó. Nó giữ được sự tinh khiết vì nó sống trong sự chánh niệm và tỉnh thức. Chàng trai ơi, hãy học từ nhành hoa sen này, đừng gắn bản thân vào những điều tiêu cực trong cuộc sống. Hãy sống trong sự chánh niệm và giữ vững lòng trong sạch và thanh tịnh." Bài học từ câu chuyện này là rằng chúng ta cần giữ cho tâm trí mình trong sạch và thanh tịnh giữa những điều tiêu cực xô bồ của cuộc sống. Bằng cách sống trong sự chánh niệm và tỉnh thức, chúng ta có thể tránh bị ô nhiễm và duy trì sự tinh khiết trong tâm hồn. Vâng, cảm ơn quý bạn đã theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của quý bạn. Hy vọng với những thông tin và nội dung mà chúng tôi chia sẻ đã đem lại giá trị cho quý bạn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.